Nhìn lại cái lưng của người này thì cái lưng của người này có một cái hình xăm mạng nhện y chang như trên cái avatar của anh Hưng ngày trước vậy đó. Ảnh cũng mặc cái áo sơ mi trắng nha, mà ở trong cái lưng của ảnh là xăm một cái hình xăm mạng nhện. Nhưng mà đặc biệt á, mỗi lần như vậy cái người đàn ông này chỉ xoay lưng về phía bạn thôi, không có cho bạn thấy mặt. Mà bạn nói nó lạ dữ lắm, tính tới thời điểm hiện tại cũng đã mấy năm trôi qua rồi, nhưng mà mỗi lần bạn bị áp lực trong cuộc sống, bạn lại thường xuyên thấy người đàn ông đó về quay lưng lại với bạn, không cho bạn thấy mặt nha. Người này thường là dẫn bạn đi chơi rất là nhiều, tuyệt đối không bao giờ bạn thấy được mặt của người ta. Nhưng mà sau những cái giấc mơ đó thì bạn thấy tâm trạng của bạn nó tốt hơn, công việc thì nó phấn chấn trở lên, nó cũng gỡ được những cái rối, những cái khúc mắc ở trong cái cuộc sống của mình nữa. Và bạn nói cái cảm giác của bạn nó lạ dữ lắm, không thể nào tả được luôn á. Nói chung thì cuộc sống vẫn bình thường, bạn vẫn lao đầu vào công việc thôi. Nhưng mà đôi khi bạn nhớ anh Hưng này dữ lắm, bạn nhớ ảnh tới phát khóc luôn, nhớ dữ lắm, nhớ luôn. Cứ mỗi lần mà nhớ, đêm đó lại thấy cái người đàn ông đó hiện về, quay lưng lại, dẫn bạn đi chơi. Nhưng mà cái người này đã không cho bạn thấy mặt rồi, mà cái người này còn không hề nói chuyện với bạn một câu nào hết nha. Mỗi lần dẫn đi chơi, cái người này im lặng, không có nói chuyện câu nào hết nha. Sau cái sự việc đó thì bạn có kể lại cho hai người bạn thân. Một cái người theo thiên hướng hiện đại thì cái người đó mới nói, chắc là do mày suy nghĩ phong phú quá thôi, mày tưởng tượng thôi, chứ làm cái gì có cái chuyện trùng hợp như vậy. Một người còn lại thì người ta mới nói, chắc là do bạn được cái anh Hưng đó về phù hộ rồi, nhưng mà không thể nào để lâu như vậy được, phải đi tìm thầy đi, chứ còn phải để cho cái người ta đi đầu thai chuyển kiếp nữa, đâu phải đi theo bạn hoài vậy được. Bạn có nói thêm hiện tại cuộc sống sinh hoạt của bạn nó vẫn bình thường, không có bị ảnh hưởng gì hết, và cái tình cảm của bạn với người chồng hiện tại cũng rất là hạnh phúc như bao cặp đôi khác thôi. Nhưng mà có một cái điều là lâu lâu bạn lại nhớ tới anh Hưng, bạn nhớ ảnh mà bạn khóc luôn, không biết tại sao. Mỗi lần nhớ là đêm đó lại thấy ảnh về, ảnh dẫn đi chơi. Sau khi mà thức dậy thì tâm trạng của bạn rất tốt nha, bạn rất là vui luôn. Nhưng mà sau mỗi lần bạn thấy ảnh dẫn đi chơi, sáng hôm sau thì tâm trạng của bạn lại bình thường, không có còn cảm giác vui vẻ như hồi cái đêm qua nữa. Cũng tại vì bạn thường xuyên nghe Duy kể những câu chuyện về duyên âm, nhưng mà không có câu chuyện về duyên âm nào nó giống với câu chuyện của bạn cả. Cho nên bạn mới hỏi mọi người là không biết do cái trí tưởng tượng của bạn nó phong phú quá, hay là bạn đã bị duyên âm thật rồi. Mọi người có thể giải đáp cho bạn biết nha. Còn bây giờ, câu chuyện của chúng ta tới đây đã kết thúc rồi đó mọi người. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ, chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây. Đợi những câu chuyện tiếp theo nha. Còn nhiều dữ lắm. Bye bye mọi người.